Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong bài học lần này. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay sẽ đặc biệt hữu ích đối với những bạn đang là du học sinh hoặc những bạn sắp sửa du học Đức. Trong quá trình học đại học thì chắc chắn rằng các bạn sẽ có những lúc cần phải trao đổi với cả giảng viên hoặc là giáo sư của mình. Và một cách nhanh nhất đó chính là viết email. Tuy nhiên, trong khi viết email thì chúng ta cũng có một số những cái quy tắc mà chúng ta cần lưu ý để có thể mang lại được cho người nhận một cái sự thiện cảm cũng như là có thể truyền đạt được cái điều mà mình mong muốn một cách rõ ràng nhất. Vậy thì trong bài học ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số những điều đặc biệt cần lưu ý này cũng như là sẽ cung cấp thêm cho các bạn một số những mẫu thư ở trong những cái tình huống phổ biến mà các bạn có thể sử dụng. Nếu như các bạn hứng thú với chủ đề này thì chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay ngay bây giờ nhé. Lass uns anfangen. Trước tiên, điều quan trọng chúng ta cần lưu ý đó chính là lời chào đầu thư, die Anredung. Ở đây, đối tượng mà chúng ta muốn viết thư cho đó chính là giảng viên hoặc là giáo sư của mình. Để có thể viết được một cái lời chào đầu thư phù hợp thì các bạn cần phải biết là chức danh của vị giảng viên mà các bạn muốn viết thư cho là gì. Các bạn có thể xem điều này ở trên trang web của trường đại học của các bạn. Nếu như trước tên của người giảng viên đó không có những chức danh như là Doctor or Professor thì các bạn có thể viết một lời chào đầu thư đơn giản như sau. Sehr geehrte Frau. Sehr geehrte Frau Müller oder sehr geehrter Herr Müller. Sehr geehrter Herr Müller. Ở đây các bạn lưu ý là chúng ta chỉ sử dụng tên họ. Còn nếu như người giảng viên đó có chức danh Doctor thì các bạn có thể viết như sau. Sehr geehrte Frau Doktor Müller. Sehr geehrte Frau Doktor Müller. Oder sehr geehrter Herr Dr. Müller. Sehr geehrter Herr Dr. Müller. Thông thường khi mà các bạn xem ở trên website của trường thì sẽ thấy chức danh được ghi tắt đó là Professor Dr. Zum Beispiel Elena Müller. Thì ở đây chúng ta viết tắt. Tuy nhiên khi mà chúng ta viết thư cho vị giáo sư đó thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng cái chức danh cao nhất của họ thôi. Và chúng ta sẽ viết như sau. Sehr geehrte Frau Professorin Müller. Sehr geehrte Frau Professorin Müller. Oder sehr geehrter Herr Professor Müller. Sehr geehrter Herr Professor Müller. Còn ở trường hợp mà các bạn đã quen biết vị giảng viên hoặc là giáo sư này từ trước rồi, có nghĩa là khi mà các bạn đã từ trước đó các bạn đã có một sự trao đổi thư từ email với cả vị giảng viên hoặc là giáo sư này, thì các bạn có thể sử dụng một lời chào thân thiết hơn, đó là Liebe Frau Müller. Liebe Frau Müller oder Liebe Herr Müller. Liebe Herr Müller. Tuy nhiên thì mình khuyên các bạn ở đây là các bạn nên xem là cái người giảng viên hoặc là giáo sư đó xưng hô với mình trong bức thư như thế nào thì mình sẽ có một cái sự lựa chọn lời chào phù hợp cho những bức thư tiếp theo. Sau lời chào đầu thư là sẽ đến phần nội dung chính của bức thư. Sau đây mình sẽ cung cấp cho các bạn một số những bức thư mẫu cho những cái tình huống căn bản có thể thường xảy ra ở trong trường đại học. Các bạn hãy cùng tham khảo nhé. Mời các bạn chúng ta cùng xem tình huống đầu tiên, đó là Bitte um einen Termin außerhalb der Sprechstunde. Có nghĩa là các bạn viết thư cho giảng viên hoặc giáo sư của mình để xin một lịch nói chuyện ngoài giờ nói chuyện thông thường của giáo sư hoặc là giảng viên. Sehr geehrte, ich besuche Ihr Seminar zu. Tên của môn học mà các bạn đang tham gia, ví dụ như ở đây mình nói zur Theorie der Schule. Und möchte gerne das Thema meiner Seminararbeit oder Hausarbeit mit Ihnen besprechen. Leider kann ich nicht zu Ihrer Sprechstunde kommen, weil ich zu dieser Zeit eine andere Veranstaltung habe.
Daher wollte ich Sie bitten, ob Sie mir einen alternativen Termin vorschlagen könnten, wenn es keine Umstände macht. Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen. Vorname und Nachname. Chúng ta hãy cùng đến với một tình huống tiếp theo, đó là Termin Bestätigung. Khi các bạn viết thư cho giảng viên hoặc giáo sư của mình để xin một lịch nói chuyện, thì khi các bạn nhận được câu trả lời, thì các bạn sẽ phải xác nhận xem là các bạn có nhận được cái lịch mà giáo sư hoặc giảng viên của mình đã cho mình hay không. Đây là một ví dụ. Sehr geehrte, vielen Dank für Ihre Antwort. Gerne bestätige ich Ihnen den Termin am. Các bạn viết lại ở đây cái thứ ngày tháng và giờ mà giảng viên hay là giáo sư đã đề nghị cho các bạn. Ví dụ, am Dienstag, den 20. März um 16 Uhr. Vielen Dank, dass Sie sich für mich Zeit nehmen. Mit freundlichen Grüßen, Vorname und Nachname. Một ví dụ khác cho tình huống này. Sehr geehrte, vielen Dank, dass Sie mir so schnell einen Termin für die Besprechung meiner Hausarbeit eingeräumt haben. Ich werde den von Ihnen vorgeschlagenen Termin am Dienstag, den 20. März um 16 Uhr gerne wahrnehmen. Mit freundlichen Grüßen. Vorname, Nachname. Còn ở trong trường hợp các bạn vì vướng bận một điều gì đó mà không thể đến được cái lịch hẹn mà giảng viên hoặc là giáo sư đã đề nghị cho các bạn, thì chúng ta sẽ phải đề nghị thêm một cái lịch hẹn khác. Các bạn có thể viết như sau. Sehr geehrte, vielen Dank für Ihre Antwort. Leider kann ich den von Ihnen vorgeschlagenen Termin am Dienstag, den 20. März um 16 Uhr nicht wahrnehmen. Wäre als Alternativtermin Freitag, der 23. März ab 14 Uhr möglich? Mit freundlichen Grüßen. Vorname, Nachname. Còn trong trường hợp các bạn muốn gặp người giảng viên hoặc là giáo sư của mình để xin ý kiến về bài tốt nghiệp hoặc là bài viết luận, thì các bạn nên gửi cho người giảng viên hoặc là giáo sư đó một cái email kèm theo những cái giản ý hoặc là những danh sách, những cái sách hoặc là những tài liệu mà các bạn sẽ sử dụng cho bài làm của mình. Thì khi mà họ có một cái sự chuẩn bị trước thì cái việc nói chuyện hay là tư vấn sẽ có hiệu quả hơn. Các bạn có thể diễn đạt như sau. Sehr geehrte, anbei sende ich Ihnen wie besprochen das Exposé zu meiner Masterarbeit, das ich gerne in Ihrer nächsten Sprechstunde am 15. März 2018 mit Ihnen besprechen möchte. Mit freundlichen Grüßen. Vorname, Nachname. Một ví dụ khác. Sehr geehrte, im Anhang finden Sie meine Gliederung und die Literaturangaben zu meiner Hausarbeit über zu der bei Vico Gabat als Vorabinformation für eine Besprechung in Ihrer nächsten Sprechstunde. Mit freundlichen Grüßen. Vorname, Nachname. Còn trong trường hợp các bạn sắp sửa phải tham dự một kỳ thi, tuy nhiên vì một lý do cá nhân nào đó mà các bạn không thể tham dự kỳ thi này, thì các bạn có thể viết một email để xin hoãn tham dự. Đây là một ví dụ để các bạn có thể tham khảo. Sehr geehrte, hiermit möchte ich von meiner mündlichen Prüfung im Bereich ngành học của các bạn, Deutsche Sprachwissenschaft, am 10. Mai 2018 vorläufig zurücktreten. Aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen konnte ich mich nicht ausreichend vorbereiten, so dass ich lieber im kommenden Semester geprüft werden möchte. Ich bitte Sie darum, mir dies zu ermöglichen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen. Vorname, Nachname. Còn trong trường hợp các bạn vì một lý do nào đó mà không thể tham dự một buổi học, thì các bạn cần phải viết một bức thư xin nghỉ học. Chúng ta gọi đó là Entschuldigung. Zum Beispiel: Sehr geehrte, aus gesundheitlichen Gründen kann ich leider am Dienstag, den 20. März, nicht an Ihrem Seminar. Tên của cái môn học mà các bạn tham gia. Zum Beispiel: Deutsche Sprachwissenschaft teilnehmen. Ich möchte mich hiermit für mein Fehlen entschuldigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen. Vorname, Nachname. Hy vọng là bài học ngày hôm nay hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ những mong muốn nào cho những bài học tiếp theo thì đừng ngần ngại cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn thấy mình trên YouTube thì hãy đăng ký kênh YouTube của mình để có thể nhận được những bài học một cách sớm nhất, cũng như kết nối với mình trên Facebook để có thể nhận được nhiều hơn nữa những chia sẻ cũng như là những tài liệu học tiếng Đức hữu ích khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.